World Cup 2023 là kỳ giải đầu tiên châu Á có đến 6 đại diện góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch thế giới. Trong số 6 đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, hai đội được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho vô địch, gồm cựu vương Nhật Bản và cựu Á quân Trung Quốc. Trong khi đó, Australia, về địa lý thuộc châu Đại Dương, nhưng nhiều năm nay sinh hoạt cùng bóng đá châu Á, là đồng chủ nhà, không thể bị xem thường. Ở Olympic Tokyo diễn ra năm 2021, Australia cũng vào đến bán kết, chứng tỏ sự tiến bộ. Ngoài các đội nêu trên, châu Á còn có Hàn Quốc vừa tuyên bố sẵn sàng tạo cú sốc ở giải năm nay. Tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc Ji So-yoon nói, World Cup rất quan trọng đối với đời cầu thủ. Giải đấu này luôn là khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi. Ở châu Á, chúng tôi luôn thua Nhật Bản, Trung Quốc và Australia, phải vật lộn để tìm vé vào World Cup. Nhưng chúng tôi cảm thấy mình đang mạnh mẽ hơn. Chúng tôi nằm ở bảng đấu nặng ký với sự hiện diện của Đức, Colombia và Morocco, nhưng Hàn Quốc sẽ đánh bại mọi đối thủ mà chúng tôi đối mặt, Ji So-yoon nói thêm. Cũng theo tiền vệ người Hàn Quốc, đội bóng xứ Hàn không chỉ muốn vượt qua vòng bảng mà còn muốn tiến xa nhất có thể. Ji So-yoon chia sẻ, không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở giải đấu lớn như thế này. Đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức. Không chỉ có Hàn Quốc, bóng đá châu Á còn có một ẩn số khác hiện diện tại World Cup 2023, đó là Philippines. Đội bóng này lần đầu dự giải, nhưng với sự tiến bộ của bóng đá nữ Philippines trong những năm gần đây, họ không dễ bị xem thường. Ngoài ra, nhờ nằm ở bảng đấu dễ, Philippines được đánh giá có thể tạo bất ngờ ở bảng A, có New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Philippines sở hữu lợi thế là có cầu thủ gốc gác nước này thi đấu khắp thế giới, nên tại World Cup, họ dễ dàng gọi những cầu thủ này về khoác áo đội tuyển. Dù là đội bóng Đông Nam Á, nhưng thể hình của cầu thủ Philippines không kém các đội châu Âu hay Bắc Mỹ, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng đối với bóng đá nữ. Không may mắn như Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu rất khó, với sự hiện diện của đội đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan cùng Bồ Đào Nha. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn được kỳ vọng sẽ ghi được bàn thắng lịch sử tại World Cup năm nay. Lần gần nhất châu Á có đại diện vào trận chung kết World Cup là vào năm 2015, Nhật Bản. Cũng trong năm 2015, Đông Nam Á sở hữu chiến thắng đầu tiên tại World Cup, khi Thái Lan đánh bại bờ biển Nga 3-2 tại vòng bảng. Cả hai điều đó đều được giới bóng đá châu Á kỳ vọng sẽ tái hiện tại World Cup năm nay. World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại Úc và New Zealand. Mỹ, Anh, Đức là ba ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, trong khi Úc, Tây Ban Nha, Brazil cũng là các đội có khả năng tranh chấp ngôi cao. Nếu Hà Lan được xem là mạnh nhất trong số các đội chưa từng vô địch World Cup nam thì ở World Cup nữ năm nay, Hà Lan cũng là con ngựa ô sáng giá nhất trong số các đội không phải là ứng cử viên vô địch thực thụ. Có đến 8 đội sẽ xuất hiện lần đầu tiên ở kỳ World Cup này, gồm Việt Nam, Philippines, Haiti, Maroc, Panama, Bồ Đào Nha, Ireland, Zambia. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, Mỹ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử, cả nam lẫn nữ, vô địch World Cup 3 lần liên tiếp. Nếu ghi bàn tại World Cup này, Christine Sinclair, Canada, 40 tuổi, sẽ cùng lúc tự nâng được hai kỷ lục quan trọng, tính chung cả bóng đá nam lẫn nữ. Hiện thời Sinclair, độc quyền, giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia, 190 bàn, và cùng chia sẻ kỷ lục ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup liên tiếp với ngôi sao Marta của Brazil, cũng có mặt tại World Cup 2023. Marta đã có 17 bàn ở các vòng chung kết World Cup. Hiện có 6 cầu thủ từng đá 3 trận chung kết World Cup. Nếu Alex Morgan hoặc Megan Rapinoe, Mỹ, xuất hiện ở trận chung kết, họ sẽ độc quyền hoặc cùng giữ kỷ lục góp mặt ở 4 trận chung kết World Cup. Danh sách ngôi sao đáng xem tại World Cup nữ 2023 còn có Sam Kerr, Úc, Sophia Smith, Mỹ, Khadija So, Jamaica, Alexia Putellas, nếu cô kịp khỏi chấn thương hoàn toàn, Aitana Bonmatí, Tây Ban Nha, Caroline Hansen, Ada Hegerberg, Na Uy, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Đức, Rui Hachigawa, Nhật, Kira Watts, Lucy Bronze, Anh, Asisat Osoa, Nigeria. Một trong những điều đáng lưu ý làm cho World Cup 2023 trở thành kỳ World Cup nữ ầm ĩ nhất xưa nay là khía cạnh tài chính. FIFA buộc phải chi ra quỹ tiền thưởng đến 110 triệu đô la Mỹ, hơn gấp 3 lần so với World Cup 2019 và gấp gần 10 lần World Cup 2015. Lần đầu tiên FIFA bán bản quyền truyền hình riêng cho một kỳ World Cup nữ, thay vì bán kèm với bản quyền truyền hình World Cup nam như trước. Chờ xem World Cup nữ là chờ xem những bất ngờ thú vị, vốn là đặc điểm cố hữu làm nên tính hấp dẫn cho môn bóng đá. Nhưng World Cup nữ còn là cơ hội để giới hâm mộ bóng đá tìm ra những đặc điểm riêng thú vị của từng nền bóng đá riêng rẽ. Chẳng hạn Argentina, nền bóng đá của những Maradona, Messi,
hiện đang giữ ngôi vô địch World Cup Nam lại chỉ đang đi tìm trận thắng đầu tiên ở trận địa nữ. Hoặc xem vì sao nền bóng đá Brazil nức tiếng lại chưa bao giờ vô địch World Cup nữ.